Chúa cùng anh chị em và con cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Như ông Môi-se đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Ai tin vào con của người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của con một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, để ai tin vào con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, nhiều anh chị em dựa vào câu lời Chúa ngày hôm nay để nói rằng không cần phải đi lễ, không cần phải đến nhà thờ, chẳng cần phải rước lễ, chẳng cần phải xưng tội, không cần phải đọc kinh cầu nguyện cho người chết, cũng không cần phải ăn chay hãm mình, kiêng cữ hay là sống kỷ luật hay là làm việc bác ái bố thí. Bởi vì Chúa Giêsu nói rõ rằng chỉ cần tin thôi là được cứu rỗi mà. Chỉ cần tin thôi là sẽ được vào hưởng hạnh phúc trên thiên đàng. Thế các anh chị em nào nghĩ như vậy không? Tôi nghĩ không. Bởi vì những người mà nghĩ như vậy không đến nhà thờ. Nhưng mà tôi hy vọng rằng qua màn ảnh trực tuyến này, những người mà quan niệm là không cần phải đến nhà thờ đó, tôi xin chia sẻ với anh chị em một vài cái suy nghĩ về vấn đề này. Bởi vì nếu không cần phải đi lễ, không cần phải rước lễ, không cần phải đến nhà thờ, thì tại sao Chúa Giêsu lại nói rằng ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì người đó sẽ được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết với anh chị em? Nếu mà chỉ cần tin thôi, không cần phải đến nhà thờ, thì tại sao Chúa Giêsu lại nói rằng thầy là cây nho, anh em là ngành, ngành nào kết hiệp cùng cây sẽ trổ sinh hoa trái? Chưa hết, nếu không cần phải đọc kinh, không cần phải cầu nguyện, thì tại sao Chúa Giêsu lại dạy các tông đồ là phải cầu nguyện liên lỉ? Chúa Giêsu nói rằng anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Mà nếu việc cầu nguyện không quan trọng thì tại sao Ngài lại nêu gương cầu nguyện cho chúng ta? Ngài đi vào trong hoang vắng để cầu nguyện trước khi Ngài thi hành cái sứ vụ. Rồi Ngài lên núi cầu nguyện không phải một lần mà nhiều lần. Rồi trước khi Ngài chịu chết, chịu khổ nạn, Ngài đã vào vườn Gethsemane để cầu nguyện với Chúa Cha. Nếu không cần phải làm việc bác ái bố thí, không cần phải tích lũy cho đời sau, thì tại sao Chúa Giêsu lại dạy chúng ta rằng hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí, hãy sắm những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, ở nơi đó kẻ trộm không thể nào bén mảng tới được và mối mọt không đục khoét. Nếu không cần phải ăn chay hãm mình, không cần phải kiêng khem, không cần phải giữ kỷ luật, không cần phải sống khem khổ, thì tại sao Chúa lại nói rằng hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng thênh thang thì dẫn đến diệt vong?
Nếu ăn chay không phải là điều quan trọng thì Chúa Giêsu đã không dạy chúng ta rằng khi ăn chay anh em chớ làm bộ rầu rĩ như những bọn đạo đức giả. Và thưa anh chị em, khi cái người thông luật, anh chị em còn nhớ cái dụ ngôn người Samari, khi mà ông ta hỏi rằng, nghĩa là Chúa Giêsu, ai là hàng xóm, ai là người thân cận của tôi, thì Chúa Giêsu đưa ra cái dụ ngôn người Samari nhân hậu. Và sau đó cái người thông luật đã nói gì anh chị em? Người thông luật đã trả lời Chúa Giêsu rằng cái điều quan trọng nhất, luật cao trọng nhất là phải yêu mến Đức Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực và yêu tha nhân như chính mình. Và Chúa Giêsu nói với người thông luật đó như thế nào? Ông nói rất là đúng. Và ông hãy đi về làm như vậy thì sẽ được sống. Đây là tôi chỉ có đơn cử ra những cái chứng minh ở trong Tân Ước thôi. Còn trong Cựu Ước còn nhiều lắm. Sách Tô-bi-a, sách Huấn Ca, sách Châm Ngôn. Và ngay cả trong những sách Đệ Nhị Luật, sách Lê-vi cũng đều nói đến cái tầm quan trọng của việc làm đi cạnh cái đức tin. Nếu chỉ cần tin mà không cần phải làm gì cả thì Chúa Giêsu đã không lập nền bí tích thánh thể làm gì. Chúa Giêsu đã không nói với các môn đệ rằng anh em hãy làm việc này để nhớ đến Thầy. Nếu chỉ cần tin không cần phải làm gì cả thì giáo hội không cần phải xây dựng những cái nhà thờ, những trường học, những trung tâm huấn nghệ, những nhà thương, những viện tế bần, những trại mồ côi. Không phải vất vả lo cho kẻ đói ăn, không phải lo cho những người homeless. Và giáo hội cũng chẳng cần phải lập nên các dòng tu, không cần phải có linh mục, không cần phải có tu sĩ, khỏi cần những nhà truyền giáo để lo cho những người cùi, cho những người bị bệnh sida, có những nghèo khổ bất hạnh. Và giáo hội cũng chẳng cần phải lập nên những cơ quan bác ái như Caritas hay là Catholic Charity hay là Catholic Relief Services. Và nếu chỉ cần tin thôi, không cần phải làm gì cả, thì Chúa Giêsu không cần mặc khải cho chúng ta biết về cái phần thưởng mà trong ngày sau hết Ngài sẽ ân thưởng cho những ai làm việc bác ái bố thí khi còn sống. Trong ngày sau hết, Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta biết Ngài sẽ phân nhân loại này ra làm đôi. Với những người ở bên phải, Ngài sẽ nói rằng hỡi những kẻ được cha ta chúc phúc, hãy vào hưởng hạnh phúc mà cha ta đã dọn sẵn cho các ngươi từ thuở tạo thiên lập địa. Vì khi xưa ta đói các ngươi đã cho ta ăn, ta khát các ngươi đã cho ta uống, ta đau yếu trần truồng các ngươi đã cho ta mặc, ta bị tù đầy các ngươi đã đến thăm viếng. Đấy, những người làm những việc bác ái, những người tuân giữ những điều răn của Thiên Chúa thì mới được hưởng nước trời. Còn những người mà không làm thì sẽ được xếp vào bên trái và đi vào lửa hỏa ngục đời đời. Thánh Giacôbê cũng dạy chúng ta rằng đức tin và hành động phải luôn luôn đi đôi với nhau. Ngài nói rằng ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin thì nào có lợi ích gì. Một thân xác không hơi thở là một xác chết. Cũng vậy, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Nói một cách khác, Thánh Giacôbê Tông Đồ nói rằng tin chỉ mới là một nửa tấm visa vào thiên quốc thôi anh chị em. Và tôi nghĩ rằng chúng ta tin, ai cho chúng ta tin rồi? Tin là chỉ mới có đạo thôi. Còn khi chúng ta làm những việc lành phúc đức, chúng ta cầu nguyện, chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta làm việc bác ái bố thí, thì lúc đó chúng ta mới thực hành đạo, mới gọi là sống đạo. Và vì thế cho nên nếu muốn được vào hưởng hạnh phúc đời đời, nếu muốn được cái tấm visa vào thiên quốc, tôi và anh chị em cần phải làm nhiều việc lắm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng có ba việc này là quan trọng. Và nếu chúng ta trung thành làm ba việc này thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ được vào hưởng hạnh phúc trên thiên quốc. Việc thứ nhất đó là siêng năng tham dự thánh lễ. Bởi vì đến với thánh lễ là chúng ta tạ ơn Chúa. Đó là một thái độ của một người biết ơn. Chúng ta là con cái của chúng ta nhận được rất nhiều ơn lành của Chúa. Cho nên cái thái độ chúng ta đến với Chúa trong ngày lễ, thánh lễ Chúa Nhật và những ngày thánh lễ khác, đó là cái thái độ biết ơn. Và trong thánh lễ là một lời tạ ơn đẹp nhất, đầy đủ ý nghĩa nhất và đẹp lòng Thiên Chúa nhất. Cho nên những ai mà chỉ có đi lễ ngày Chúa Nhật nghĩ rằng mình đi như vậy là đủ, xin anh chị em cố gắng trong ngày thường đi thêm một hai ngày nữa đi. Anh chị em đến với thánh lễ, anh chị em sẽ thấy rằng
mình sẽ được rất nhiều ân huệ của Chúa. Điểm thứ hai đó là phải đi xưng tội thường xuyên. Bởi vì không phải lý do mà ngẫu nhiên mà Đức Giêsu Kitô lập ra bí tích giải tội. Bởi Ngài biết chúng ta là những người yếu đuối, cho nên Ngài lập nên bí tích giải tội để giúp chúng ta phục hồi được sự bình an trong tâm hồn khi chúng ta phạm tội. Khi tôi và anh chị em phạm tội là lúc đó chúng ta đang làm cho cái mối dây liên hệ giữa mình với Thiên Chúa và tha nhân nó bị tắc nghẽn. Và bí tích giải tội chính là cái phương thế để mở ra, để nới ra, để nhờ vậy ơn Chúa mới có thể xuống với chúng ta và chúng ta mới có thể thông hảo được với những người xung quanh. Cho nên đi tham dự thánh lễ và đi xưng tội rất quan trọng, bởi vì khi chúng ta phạm tội, chúng ta phải xưng tội thì mới rước Chúa vào lòng được. Đi xưng tội đó là một cái hành động, là một cái thái độ khiêm tốn. Bởi vì khi vào tòa giải tội, tôi và anh chị em chúng ta quỳ xuống để chúng ta xưng thú tội lỗi, đó là một thái độ khiêm tốn. Và điều thứ ba đó là phải làm việc bác ái. Bởi vì không có một tôn giáo nào mà lại không dạy cho tín hữu của mình làm việc bác ái cả. Từ Phật giáo cho đến Hồi giáo cho đến Ấn Độ giáo, tất cả những tôn giáo lớn nhỏ, anh chị em thấy họ đều dạy tín hữu là phải làm việc lành bác ái. Là bởi vì sao? Là bởi vì nó sẽ đem lại cho chúng ta những cái hoa quả ở đời sau. Nói đến làm việc bác ái, anh chị em đừng nghĩ là chỉ có tiền mới làm việc bác ái. Nhiều lần thì như tôi đã thưa với anh chị em, tiền bạc là một trong những cái phương tiện để làm việc bác ái mà thôi. Ngoài tiền bạc ra còn nhiều thứ khác lắm. Tôi xin đơn cử ra một vài ví dụ. Lời nói của chúng ta cũng có thể làm việc bác ái được. Một lời nói động viên khuyến khích người khác khi người khác đang gọi là cảm thấy chán nản, buồn phiền, đó là bác ái đó anh chị em. Một người mà đang có những cái gọi là cái tư tưởng là muốn kết liễu đời sống của mình, muốn tự tử, mình khuyên răn, mình dạy bảo, mình động viên khuyến khích mà người đó giữ lại mạng sống của mình, đó là chúng ta đang làm việc bác ái đó. Bác ái bằng nụ cười. Khi mà một người nào đó mà chọc giận mình mà mình về đến nhà, mình cố gắng mình tươi cười ra với vợ con, với chồng con ở nhà, mình không đem cái sự bực bội đó về, đó là chúng ta đang làm việc bác ái cho những người trong gia đình của chúng ta. Suy nghĩ cũng có thể là một cái hành động bác ái nữa. Suy nghĩ tốt về người khác, không nghĩ xấu về họ, không xét đoán, đó là bác ái. Còn nhiều lắm anh chị em. Bác ái bằng những hành động cụ thể. Trong giáo xứ chúng ta có biết bao nhiêu là những đoàn thể, các thầy cô dạy ở trong giáo lý Việt ngữ, rồi trong ban giám thị, rồi những người trong ban phụ huynh học sinh giúp cho các em, đó là việc bác ái. Những anh chị em đến nhà thờ này để cắt cỏ, để tỉa cây, để làm cho khuôn viên này nó được sạch đẹp, để lau chùi, dọn dẹp nhà thờ, vệ sinh này, đó là việc bác ái. Anh chị em đi vào trong nhà thờ này, mình thấy có người nghĩa là khó khăn trong vấn đề đi lại, hoặc người già đi sau mình, mình đứng mình mở cửa, mình đứng một chút chờ cho người đó vô, đó là bác ái. Anh chị em vào trong nhà thờ, khuôn viên nhà thờ, anh chị em thấy một cái rác, anh chị em nhặt nó lên, đó là bác ái. Nhiều lắm anh chị em, còn biết bao nhiêu là anh chị em trong từ tháng 5 năm 2020 vừa qua đến ngày hôm nay, họ thường xuyên đến đây để sửa chữa vừa điện đóm, máy lạnh, máy sưởi, rồi ban ẩm thực, ban an ninh, rồi ban giúp lễ thiếu nhi thánh thể, vân vân và vân vân, rồi những anh chị em làm ở trong cái hội trường bây giờ đang tu sửa nữa. Thế anh chị em thấy có nhiều cái hình thức làm việc bác ái khác nhau lắm. Cho nên tắt một lời, ngày hôm nay lời Chúa nhắc nhở cho chúng ta biết, tin không chưa có đủ đâu. Như hồi nãy tôi thưa với anh chị em, tin rửa tội rồi chỉ mới là có đạo mà thôi. Còn làm những việc lành bác ái, làm những công việc thờ phượng đến với Chúa qua thánh lễ, đến với Chúa qua bí tích giải tội, làm những việc bác ái qua lời nói, qua suy nghĩ, qua hành động, qua ánh mắt, qua những việc làm cụ thể bằng những tài năng của mình, đó là những công việc mà chúng ta cần phải làm. Và khi chúng ta tin và chúng ta làm, thì lúc đó chúng ta mới có cơ hội để vào hưởng hạnh phúc trên thiên quốc. Chúng ta cầu nguyện cho nhau, xin Chúa ban ơn giúp sức để mỗi người chúng ta luôn luôn nhớ rằng tin và hành động luôn luôn đi đôi với nhau.
Và chúng ta cũng cầu nguyện cho những anh chị em, nhất là các bạn trẻ, những người đang nghĩ rằng chỉ cần tin thôi là được, không cần phải đến nhà thờ, không cần phải dự lễ, không cần phải cầu nguyện lần hạt mân côi gì. Xin cho họ được hiểu ra rằng họ cần phải làm những công việc đó để họ có thể hưởng hạnh phúc được ở trên thiên quốc sau khi họ qua khỏi cõi đời này.